Hello anh em, hôm nay mình chơi game chìa khóa nha. Vào trận thôi. Ồ là thằng Hề. Game này anh em phải lộn mấy cái, chìa khóa để mở cửa. À, anh em còn phải đi cứu người nữa nhé. Sao bọn này cứ thích đâm đầu vào, chỗ chết vậy? Ồ chết cha rồi, lỡ triệu hồi quái vật rồi. Ồ, có lối thoát rồi kìa. Dạ, thoát rồi. Video tới đây thôi, nếu mọi người thấy hay cho mình một like và một đăng ký nhé. Bye mọi người.